mới đây thì một câu chuyện đáng chú ý khác lại xảy ra khi mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cho biết bệnh viện vừa cấp cứu cho bệnh nhi Vũ Đức Duy 9 tuổi ở dân tộc Nùng ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái khi mà đã bị bốn con chó nhà cắn thương tích khắp người. Vũ Đức Duy sinh ra chỉ nặng 1,7 kg bị bại não từ nhỏ, Gần chục năm qua Duy Hầu như nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc, trong lúc ở nhà một mình bé 9 tuổi đã bị bị bại não đã đi vệ sinh trong vô thức và đã bị bốn con chó nhà nuôi xông vào cắn xé, khiến cho em mất toàn bộ da ở vùng mu, cho xương mu, dương vật gần như cụt. Sau khi tiếp nhận thì các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhi, cắt lọc tạo hình che phủ dương vật. Bệnh nhi đã cắt cụt dương vật chỉ còn 1 cm, vết thương khô, bệnh nhi đã sẽ được tạo hình dương vật về sau và các bác sĩ sẽ kiểm tra tinh hoàn có ở trong vùng bụng không và tiếp tục theo dõi chăm sóc vết thương để tránh nhiễm trùng và uốn ván. Các chuyên gia và bác sĩ khuyến cáo thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp chó nhà cắn trẻ nhỏ gây những tổn thương nghiêm trọng chính vì thế chúng ta không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi chó mèo khi chỉ ở một mình nếu gia đình có nuôi chó thì cần cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn